Và đây là một số tương tác của Veiko với các agent khác. Đầu tiên là Veiko có thể nhặt lại các skill của mình, nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian nhất định thôi. Nếu như quá cái timer này thì skill của Veiko sẽ biến mất. Thứ hai là ở dạng chờ thì skill của Veiko không thể bị phá hủy. Bên cạnh đó thì đây là một số tương tác của Veiko với các agent khác. Wingman sẽ không bị ảnh hưởng bởi tất cả các loại bẫy, nhưng bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng. Ví dụ như hiệu ứng làm chậm của Sage, hiệu ứng làm chậm của Chamber, chỉ là không kích hoạt bẫy thôi. Khi đang defuse thì Wingman vẫn có thể bị tiêu diệt bởi các loại Molly. Nghe thì vô lý nhưng mà rất là may là Riot làm như vậy. Nếu không thì các agent như là Viper, Brim chắc khóc thét hết. Tiếp theo là Ultimate của Gecko thì có thể sử dụng được tối đa là 2 lần trong một round. Còn các skill khác thì sử dụng vô hạn, miễn sao bạn nhận được skill là được. Các bạn cần muốn test gì, comment bên dưới, mình sẽ giúp bạn giải đáp.